được chép trong tờ chương trình chúng ta đọc hai lần trong câu đốc đó. Chúng ta nhìn trên màn ảnh đây, chúng ta có thể đọc hai lần trong câu đốc này làm nền tảng cho sự chia sẻ lời Chúa buổi sáng nay của đại tớ này. Sự cuối cùng của môn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Sự cuối cùng của môn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7. Xin kính mời đại tớ Chúa. Kính thưa hội thánh, một lần nữa tôi xin dâng lên Chúa lời tạ ơn và cảm ơn hội thánh cơ hội được gặp gỡ tất cả quý cụ quý bà cha em trong ngày của Chúa, trong nhà của Chúa, và giờ đây được gặp gỡ nhau trong lời của Chúa. Vâng, cơ hội nào cũng là cơ hội đầu tiên cho tôi, nên tôi sẽ hết lòng hết sức với tất cả sự Chúa ban cho để trình bày sứ điệp đó. Nhưng mà dịp tiện nào cũng có thể là dịp tiện cuối cùng, là vì chúng ta không biết ngày mai sẽ là thế nào. Vì vậy sẽ gói ghém thật là khôn ngoan để không có gì phải nuối tiếc về cơ hội Chúa ban cho cả. Theo thông lệ, tôi vẫn muốn đặt một câu hỏi nha. Mình phải có một cái định nghĩa về ai kỳ cuối cùng. Thế nào là cuối cùng? Thế nào là cuối cùng? Cái chữ cuối đi trước những cái đơn vị đó chỉ cố nhằm gợi ý cho chúng ta cái đơn vị kế tiếp là cái gì. Thí dụ như tôi nói cuối giờ, quý vị nghĩ đến cuối ngày phải không ạ? Chúng ta đi vào cuối ngày, mình nghĩ đến cuối tuần. Và cuối tuần nghĩ đến cuối tháng thì nghĩ đến cuối năm. Và sự cuối cùng trong bài học hôm nay không có nghĩa rằng chúng ta chấm dứt một giai đoạn, một đơn vị của thời gian để lật sang một đơn vị khác. Và chúng ta phải lật thật nhanh để hiểu đến cái sự cuối cùng đây là sự cuối cùng của muôn vật. Khi tất cả các đồng hồ dừng lại, khi thời gian sẽ chấm dứt. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7 và Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 13 chép như thế này: sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Ma-thi-ơ đã ghi lại cả hai từ tận thế và cuối cùng ở trong cái đối thoại của Chúa và các môn đệ của Ngài về việc tận thế. Tận thế là chuyện viễn vông, nó chưa đến. Và nó như thế nào người ta vẫn tưởng tượng rằng đó là một cái biến cố, mà lúc đó mới hiểu được như thế nào. Nhưng tôi dừng ở đây để thưa quý vị Ngài một cái gì tận khác tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ là tận mạng của quý vị ơi. Tận mạng không phải là việc viễn vông đâu, một vấn đề rất là cá nhân. Tận mạng đấy không phải là tận mạng của người khác, mà là tận mạng cuối cùng của một cuộc đời. Làm sao chúng ta hiểu được cái ý tưởng về việc tận thế đó? Chúa dùng một cái hình ảnh, và những người nào có cái sự khôn ngoan bén nhạy thì sẽ dùng cái lời phán này để hiểu tất cả những việc còn lại trong đời sống của chúng ta. Chúa nói như thế này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 32 và câu 33: hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Vừa lúc nhành non lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng con người gần đến. Hãy đứng ở trước cửa. Chúng ta nhìn thời tiết thay đổi trong đời sống của chúng ta, nhìn lá vàng rơi chúng ta biết mùa thu đến, nhìn tuyết rơi chúng ta biết mùa đông đến, và cây vả lúc mới trổ lá non thì biết rằng mùa hạ cần đến. Tất cả những điều chúng ta đang nhìn thấy ở đây, quý vị cần phải khôn ngoan bén nhạy về cái việc tận thế tận mạng, là vì nó đang ở trước mắt chúng ta. Mà tốt nhất tôi đề nghị với quý vị thế này: chúng ta sẽ ôn lại, xem những hiểu biết của chúng ta, những quan sát của chúng ta, những kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta về cái việc cây vả trổ lá non này như thế nào. Rồi từ đó chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay chuẩn bị cho một cuộc hành trình về đất hứa ở trên trời mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Quý vị có nhớ sự cuối cùng của cái kiếp nô lệ tại đất Ai Cập? Ở trong đêm đó Chúa dặn như thế này:
trong lễ vượt qua. Vượt qua có nghĩa là Passover. Ai tham dự vào cái biến cố cuối cùng ở trên đất Ai Cập này thì phải nghe cái chỉ thị này và lấy một con sinh giết chết và lấy máu của nó bôi trên cái mày cửa, trên cái khung cửa đó. Thì tối hôm đó thì thiên sứ của Chúa đến tận diệt tất cả những con trai đầu lòng. Thì nếu có huyết của con sinh ở trên ngoài cửa thì sẽ vượt qua. Và trong cái tình trạng khủng hoảng đó, trong tình trạng căng thẳng đó, lại phải chuẩn bị hành trang để lên đường. Mỗi người chúng ta đều có một kinh nghiệm riêng về cái cuộc đi tìm cái sống trong cái chết. Đem cái ý tưởng đó áp dụng vào đó thì đây là một điều bí mật mà những người ở trong cuộc mới biết được. Quý vị biết những nhân viên làm cho và đại sứ Mỹ, tất cả các phóng viên, những người ở trong quân đội đồng minh có mặt ở tại Việt Nam vào cái khoảng thời gian đó, họ có một cái hiệu lệnh rất là hay. Khi nào nghe ở trên đài phát thanh nói những lời như thế này: "The temperature in Saigon is 112 degrees and rising." Và tiếp ngay sau đó là bản nhạc White Christmas, mùa Noel tuyết trắng. Những người ở Việt Nam chả hiểu gì về mùa Noel tuyết trắng mà nghe cái bản nhạc nó chỉ tưởng là một cái bản nhạc phổ thông bình thường. Nhưng những ai hiểu được mùa Noel tuyết trắng lại chơi vào lúc ở cái mức độ 112 độ thì thấy có một cái gì đó khác thường, phải không ạ? Những cái khác thường đó họ đã biết trước. Họ đã biết trước. Và khi nghe cái hiệu lệnh này thì vội vàng tập trung vào những điểm hẹn để được đưa đi vào những nơi an toàn. Thế mà cho tôi đem những cái điều đó vào đó để có một cái ứng dụng thực tế. Thực tế chúng ta nhìn thấy cái sự cuối cùng nó sẽ là như vậy. Sẽ có những người sẽ bỏ lại, sẽ có những người được đem đi. Và chúng ta chỉ có nghiến răng khóc lóc khi chúng ta phải chịu một số phận những người bỏ lại. Nhìn vào những biến chuyển của thế giới, ta thấy sự cuối cùng của muôn vật đã đến gần. Phúc âm Ma-thi-ơ ghi lại cho mỗi đối thoại của Chúa Giê-xu với các môn đệ đó. Và Chúa đã cho biết những lời tiên tri liệt kê một cách chi tiết những sự kiện nó xảy ra, thưa quý vị. Ngay cả câu đầu tiên khi Chúa nói đến cái ngôi đền thờ nguy nga mà chúng ta đang nhìn thấy đó, sẽ không có một viên đá nào nằm trên một viên đá nào. Việc đó đã xảy ra vào năm 70 sau Chúa, có nghĩa là khoảng 40 năm khi những môn đệ nghe lời này, quân đội La Mã đã sát bằng cái đền thờ nguy nga đẹp đẽ. Và tiếp đến giặc giả đã nổi lên, có ai còn lại gì với chiến tranh, có ai còn ngạc nhiên về chuyện đói kém? Tất cả quý vị đều đã kinh nghiệm động đất là cái gì, bão lụt là gì, cháy rừng là gì, ô nhiễm môi trường là gì, kinh tế khủng hoảng là gì. Thưa quý vị, sự dạy dỗ của Chúa đã được kiểm chứng bằng những cái chi tiết nhỏ nhất mà chúng ta là những người có đang có cái cặp mắt, đang có cái đôi tai và đang nhìn những cái quang cảnh đang diễn ra dẫn lần đến sự cuối cùng. Đau khổ hơn hết là chính chúng ta đang nhìn thấy cái hậu quả này, là việc xây bỏ đức tin và lòng yêu mến Chúa của nhiều người đang lụn nè. Có phải chứng minh điều đó không quý vị? Những hàng ghế trống ở trong đền thờ của Chúa, những ngôi thánh đường nguy nga ngày hôm nay chỉ còn có những tang lễ. Và lần hội danh sách của hội thánh nó đi đến con số không còn có thể duy trì một hội thánh nữa. Hoạn nạn, khó khăn, bắt bớ đang xảy ra cho các cơ đốc nhân khắp nơi trên thế giới. Và quý vị theo dõi trên màn ảnh truyền hình ngày hôm nay thì có dâng lên Chúa một lời cầu xin là nước Cha mau đến, ý Ngài được nhiều. Và hổ thẹn thay chúng ta, ở trong cái tình cảnh bắt bớ đạo của Chúa, các con cái của Chúa bây giờ cũng ngại, cũng hổ thẹn về đạo của Chúa và không cho người ta biết rằng mình là một Christian. Khi nào Chúa đến,
Chúng ta không biết chính xác khi nào Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian. Những người tiên đoán về ngày và giờ Chúa tái lâm gần đây thôi. Cái ông Harold Camping này, Chúa cũng đã đưa về ở trên đó để phúc trình về Chúa về những cái việc ông ấy nói sai Kinh Thánh về cái ngày và giờ Chúa trở lại. Những người đã tiên đoán trước đó cũng đã sai đét cả. Và đây là lời của Chúa, nó xác nhận rõ ràng như thế này trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 16: về ngày và giờ đó chẳng ai biết, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi. Rõ ràng không quý vị? Làm sao có gì lầm lẫn trong một lời như thế này? Khi tiên quyết về cái sự cuối cùng của một vật đã gần thì sứ đồ Phi-e-rơ đã khích lệ chúng ta hãy phục vụ một cách khôn ngoan, tỉnh thức và cầu nguyện. Ai khôn ngoan, ai tỉnh thức, ai cầu nguyện thì trông đợi Chúa đến trong giờ của Chúa, trong ngày của Chúa, trong thời điểm của Chúa. Bây giờ tôi đố quý cụ với bà già, điều gì chưa được thực hiện mà điều đó khi được thực hiện thì Chúa sẽ trở lại? Quý bà chị em cứ suy nghĩ đấy, có điều gì chưa xảy ra? Điều gì nào? Cái lời cuối của Chúa phán là gì? Đây là lời mà chúng ta nắm vững để trông, để chờ và có thể tham gia vào trong cái công việc này nữa. Chúa phán như thế này: tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Cái câu trả lời kế tiếp là gì thưa quý vị? Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Nhưng mà nếu tôi đọc ngược lại, sự cuối cùng sẽ đến khi tin lành của Chúa được rao giảng khắp đất cho muôn dân. Chúng ta làm gì để ngày Chúa trở lại với chúng ta? Hãy rao giảng tin lành khắp nơi cùng chốn. Và Chúa nói rằng trong nơi các con đi, hãy đi khắp thế gian, có nghĩa là mỗi người các con gặp, mỗi người trong gia đình các con, mỗi người bạn cùng làm việc với các con, hãy nói tin lành, hãy rao giảng tin lành cho họ. Và khi mọi người đã nghe, túc số đã được tròn, con số đã đầy đủ, thời điểm đã đến thì Chúa sẽ trở lại. Và lúc đó chúng ta cầu nguyện chung với nhau rằng: lạy Chúa, xin nước Chúa mau đến, ý Chúa được nên. Thì chúng ta chuẩn bị cho cái sự cuối cùng ra mắt Chúa và nhìn thấy cái công trình của việc rao giảng tin lành được thực hiện. Và vì việc rao giảng tin lành trên bục giảng buổi sáng hôm nay và tất cả những lời được rao giảng ra đóng góp trực tiếp vào trong cái yếu tố cuối cùng của sự cuối cùng sẽ xảy đến cho muôn dân muôn nước, là Chúa sẽ đến trong thời điểm cuối cùng. Và thời điểm cuối cùng đó, khi đạo của Chúa, tin lành của Chúa được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân, Chúa sẽ hoàn thành lời hứa của Ngài. Nhưng điều chúng ta mong muốn hay cầu xin Chúa trả lời trong thời điểm của chúng ta là cho chúng ta được sẵn sàng, được sẵn sàng. Đối với nhiều người thì nghĩ rằng Chúa quên rồi. Tôi có thấy gì đâu. Ngay cả những thời xưa đó, khi nói đến chuyện Chúa trở lại là một chuyện viễn vông. Ngay cả lúc mà người ta chưa tin là cái trái đất này nó tròn nữa, thì cũng nghĩ rằng cuộc sống cứ kéo dài. Trăm năm này dẫn sang trăm năm khác, kiếp này là đầu thai vào kiếp khác, và nó vô tận. Nhưng thưa quý vị, lời Chúa phán tỏ như thế này: Chúa có thể đến ngay hôm nay. Và cái câu hát trong bài hát trong thánh ca của số 128 là: ngày nay Chúa đến thì sao? Chúng ta cần phải chuẩn bị mỗi ngày như thế quý vị. Người đời giải thích về cái sự chậm trễ của Chúa đó, họ dựa trên cái khôn ngoan, cái sự hiểu biết. Họ tưởng rằng đó là khôn ngoan, hiểu biết dẫn đến nước trời. Họ lý luận như thế này: Chúa bảo rằng Chúa sẽ đến, mà tôi có thấy gì biến chuyển nào dẫn đến cái việc đó đâu. Họ suy nghĩ dựa trên cái trái đất họ đang sống, quý vị. Cái thái dương hệ của chúng ta đang sống ở đây đó, có những đơn vị mà tất cả mọi người đều hiểu. 60 giây thì có 1 phút, 60 phút thì có 1 giờ, 24 tiếng
trôi qua, chúng ta đếm từng ngày chúng ta sống, rồi lại tháng, rồi lại năm. Vì ta sống, chúng ta tưởng rằng Chúa cũng sống trong cái đơn vị thời gian đó. Chúng ta không phải, Chúa dựng nên cái tháng như ngày đó mà. Vì trước mắt Chúa một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày. Chứ kể có một người chủ giao cho các nhân viên, người Việt số vốn liếng để làm ăn và sinh lợi. Nhóm thứ nhất được 5 ta lân, nhóm thứ nhì được 2 ta lân, nhóm thứ ba được 1 ta lân. Cái người mà làm lợi gấp đôi ra đó là người nhận lãnh được 5, người nhận lãnh được 2. Nhận lãnh được 5 thì đem đến 10, nhận được 2 thì đem đến 4. Riêng có một người là nhận được 1. Ông thấy chắc ăn thì ông cứ đào lỗ chôn nó đi. Nhưng khi chủ trở lại thì ông đào cái lỗ may mắn còn đó đem trả lại cho chủ. Tôi thấy cần phải có một nhóm thứ tư nữa. Là nhóm tiêu luôn cái đồng giao cho đó, chứ không phải là mất cả vốn lẫn lời chứ. Nhưng mà chỉ có ba nhóm này thôi. Thì là chú nói rằng ở đây tớ ngày là trung tiến. Các con đã nhận được 5, là 10. Các con đã nhận được 2, là 4. Nhưng mà Chúa xin lỗi dùng chữ mắt, Chúa khiển trách, Chúa chê và Chúa nói là đi chỗ khác. Nhận được 1 mà không biết khai thác cái món quà của thời gian, của ân tứ, của bao nhiêu ân lành Chúa cho đó, mà để nó không có phát triển, nó không có nảy nở sinh sôi gì hết, thật là phi phạm. Nhưng mà cho em kiểm điểm lại xem, chỉ trong năm qua thôi, chỉ trong cái tháng vừa rồi thôi, chỉ trong một chương trình Giáng sinh chúng ta, ai là người đóng góp công khó thì giờ bằng lòng sắp đặt cái ưu tiên cho công việc Chúa đâu? Cũng cho nhắn thử nuốt xuống đi, có thấy nó ngọt không? Chỉ thỏa lòng trong Chúa có nghĩa là gì? Có thấy một số nghĩ rằng ô biết vậy thì hồi đó tôi thế này, đó tôi thế kia, nhưng tôi đã thưa ở đầu giờ, cơ hội nào cũng là cơ hội đầu tiên. Hãy hàng tháng đóng góp cách hết lòng, dịp tiền nào cũng có thể là dịp tiền cuối cùng. Không đợi tới chiến tranh đâu quý vị, không phải đợi đến pháo kích, không phải đợi đến chìm tàu, không phải đợi đến tù ngục. Chỉ có tâm tình của chúng ta đổ vỡ, những liên hệ nó xung khắc thì đã mất cơ hội, đã mất dịp tiền. Vì vậy trở lại với gì? Trở lại với tâm tình. Bắt đầu những ngày cuối năm, chúng ta trở lại với tâm tình của chúng ta. Hãy sống với tâm tình bình thường, hãy sống với tâm tình hiệp một, hãy sống với tâm tình giống Chúa, để tất cả cơ hội dịp tiền Chúa ban cho chúng ta, sẵn sàng chúng ta gánh lấy những cái kết quả, chúng ta hưởng được cái kết quả Chúa ban cho chúng ta. Thế giới này sẽ bị tiêu diệt, chúng ta không muốn sống cạnh những cái cảnh đang bị tiêu diệt đó. Nếu được một cơ hội chọn lựa, chúng ta hãy ra khỏi Sodom và Gomorrah. Nếu được một cơ hội để thoát khỏi những cái vùng ảnh hưởng của thế giới tối tăm, chúng ta hãy chọn lựa một nơi cao hơn, một nơi an toàn hơn, một nơi gần gũi với nhà Chúa hơn, một nơi chúng ta có thể có những cái tâm tình gần gũi với chúng ta để gìn giữ cái bếp than ở trong nhà của Chúa luôn được cháy rực. Có thể có những cái mối lợi ở những cái địa phương nào đó, có thể có những cái cơ hội để đi xa làm ăn và đem đến những cái kết quả lớn trong đời sống kinh tế hoặc là trong đời sống vật chất của chúng ta. Nhưng khi so lại ở trong nước Chúa, những gì tồn tại, những gì cô đọng lại là những tâm tình hiến dân. Sứ đồ Phi-rơ kêu gọi chúng ta rằng hãy đặt hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được ban cho anh chị em trong ngày Chúa Christ Jesus hiện ra. Ta cần nhìn tới phía trước, mọi điều chúng ta tìm kiếm ở trong trần gian này sẽ mất hết quý vị. Chỉ có thể nhìn vào, tập trung vào những gì tồn tại, những gì ta thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng mình. Đó là đức tin. Đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình xem thấy, không phải bởi mắt trần này nhưng bởi con mắt đức tin.
Chúng ta không nhìn vào những gì tạm thời thấy được, mà nhìn vào sự không thấy được. Đó là đức tin. Đức tin, đức tin trông cậy và tình yêu thương tồn tại. Một kinh nghiệm khác quý vị có thể đã có trong thời gian gần đây, và cũng có thể có cho quý vị đang có mặt tại đây buổi sáng hôm nay. Một số quý vị sẽ trở về Connecticut, một số quý vị sẽ trở về San Jose. Cái thời gian còn lại cho đến khi quý vị bước lên máy bay, quý vị sẽ làm gì? Có lẽ trong những chuyến đi chúng ta cũng đã từng tham dự những chuyến đi như thế. Nhưng mà khi tính lại, còn một ngày, còn hai ngày, còn vài tiếng đồng hồ, quý vị làm gì? Quý vị bắt đầu mở vali, cân xem được cái gì cần để lại, cái gì cần phải mang đi. Chúng ta làm chọn được và sắp đặt ưu tiên hơn. Cái giờ cho chúng ta đang có ngày hôm nay là một việc tương tự như vậy. Sẽ phải sắp đặt ưu tiên lại, sẽ phải tính toán lại, vì cuộc đời nó không phải trôi chảy mãi như thế nào. Và dựa vào điều đó thì tôi thấy có những kinh nghiệm, và kinh nghiệm đó đã có một cái thành ngữ bằng hai chữ thôi. Quý vị đem chữ này về, tôi bảo là học ăn, học nói. Vì đúng quý vị, học gói đem về, chúng ta chuẩn bị cuốn gói quý vị. Không phải để toan tính một cái việc đầu tư lâu dài, nhưng hãy chuẩn bị một hành trang đi nữa, thật gọn, thật gọn, để bước vào những bước tiến sau cùng, tiến về miền đất hứa. Bạn chỉ thật sống khi biết mình sẽ chết. Hãy sống đi, vì mình đâu có biết ngày mai sẽ ra thế nào. Hãy thật sống, sống thật cho Chúa, như chúng ta sắp sửa chết. Và khi sắp sửa chết như vậy đó, tôi vẫn thích một cái thành ngữ khác là save the best for last. Làm cái gì làm được, làm cho ngon lành đi, làm cho thật là khuôn ván đi, không có hối tiếc gì nữa cả. Vì sự chết là nơi người đi đến, không còn có toan tính, không còn có suy tư, không còn có làm được việc gì nữa cả. Kinh nghiệm những người đi trước như thế này, Hebrews 13 câu 7 chép: hãy nhớ những người đã dẫn dắt mình, đã truyền đạo đến Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng của đời họ là thế nào, và học đòi đức tin của họ. Lời cuối đây quý vị, Roma 2 câu 4, lời cuối cũng là lời cảnh cáo: đừng có khinh thường lòng đầy nhân từ, khoan dung và nhẫn nại của Ngài, mà không nhận biết rằng sự nhân từ của Đức Chúa Trời là để dẫn chúng ta đến sự an lạc. Đúng thế quý vị, Chúa nhân từ thương xót, Chúa chịu đựng chúng ta, Chúa kiên nhẫn với chúng ta, để cuối cùng Paulo đã tự viết một lời trăn trối sau cùng, và cũng là lời ông muốn đọc lên ở trong cái tang lễ của ít ai mà viết được lại một cái eulogy, một cái lời tưởng niệm cho chính mình. Ở đây tóm tắt cuộc đời Paulo, và tôi cũng muốn được phần nào nói lên cái tâm tình phục vụ của mình. Và quý của bà chị em cũng hãy cầu xin Chúa chúng ta sẽ nói được những lời như thế này: ta đã đánh trận tốt lành, đã sống sự chạy để giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Nói đến những lời cuối ở trong văn nghệ hướng dẫn chúng ta đến những cái cuối, những cái cuối thế nào cả. Bằng chữ họ để chữ một lần trước thì cái cuối đó, một lần cuối nó có nghĩa là gì quý vị? Có phải còn lần nữa không? Thầy sĩ Hoàng Thị Thơ viết một lần cuối, anh hút tóc em một lần cuối, anh nắm tay em một lần cuối, anh hát cho em nghe một lần cuối. Rồi Phạm Duy lại hùa vào trong đó, bảo là cuối cùng trong tình yêu là ừ thôi em về đi,
để tôi xoay quanh một cái bắt đầu mới. Đấy là cái cuối của những người đang sống trong cuộc sống chúng ta là như thế. Nhưng cái cuối chúng ta học ở đây là cuối thật, cuối tận mạng. Và tôi nhìn thấy những người tận mạng trong Kinh Thánh nói như thế này trước khi họ về với Chúa. Tôi nhìn thấy người đồng đinh bên cạnh Chúa đó, ông nói như thế này: lại Chúa Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình, xin Ngài nhớ đến con. Vì học thù con này đi. Có thể lắm mình lâm vào trong tình trạng đó. Cái câu này hay quá, câu này tôi thích đó. Khi chúng ta đã đến cạnh cái bờ phục thẳm của cửa sinh tử, tôi thích câu này. Chúng ta xin Chúa đưa chúng ta vào trong nơi Chúa mà đã chuẩn bị cho chúng ta đó. Khi ê tiên bị ném đá, Kinh Thánh chết này, khi những người đang ném đá vào ê tiên đó, thì ông đã cảm ơn Chúa và cùng hiểu điều này: lại Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn con. Chúa Giê-xu của chúng ta trên thập tự giá thốt lên lần sau cùng này: hỡi Cha, con giao linh hồn lại trong tay Cha. Ngài vừa nói xong, quý vị có viết nhật ký không? Ai đang viết nhật ký viết tiếp câu này, lật ngay cái trang chót đi, cái dòng chót. Ông mới viết Thi Thiên 23 câu 6 như thế này: tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến bao giờ, quý vị? Vĩnh hằng, đời đời. Mà nếu cái cuộc đời của chúng ta được kết thúc bằng một câu là I live happily ever after the house of the Lord, tôi sẽ vui hưởng hạnh phúc trọn đời trong nhà Chúa, chúng ta đóng cuốn sách ra được. Cái câu cuối đã viết lên rồi, thì kết thúc của câu chuyện đã có rồi, thì những trang sử ngày hôm nay lật qua, cho dù bệnh tật, cho dù khổ hạnh, cho dù đau thương, cho dù mất mát, nó chỉ dẫn đến một cái kết thúc đã được tuyên bố rồi. Vì Chúa đã thắng thế gian đi, và chúng ta cũng đã thắng, đã thắng để bước vào trong sự bình yên của Chúa. Tuy nhiên chuyện tận, bây giờ tận cùng đây, trong giới hạn của những chuyện tận ta có thể thấy đó, thì hãy tri thiên mạng tận nhân lực. Hay là việc gì hãy hết lòng mà làm, chỉ làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Có bị không đọc với tôi trong Kinh Thánh đó: hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Không có ai thay đổi được lời hứa của Chúa trong một chúng ta. Nhưng mà chưa hết, chưa muốn cuối ở đây. Và trong cái lúc cuối cùng đó, bây giờ mình phải thu gọn hành lý đó mà, chuẩn bị hành trang lên đường, thì Phaolô căn dặn chúng ta trong cái hành trang đó đừng thiếu những thứ này. Philip đoạn 4 câu 8 chép: rút lại trước khi đóng nắp vali, trước khi đóng nắp này nắp kia lại đó, thì phạm điều gì chân thật, điều gì đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến mà để vào trước khi đóng lắp lại. Trước khi mẹ tôi về với Chúa, tôi vẫn lặp lại cái lời từ giả sau cùng, cũng như trong tất cả những lời từ giả trước những ngày, những tháng, những năm đó, hoặc là hãy vui mừng trong sự trông cậy, vui mừng trong sự hoạt động, bền lòng và cầu nguyện. Quý vị biết câu Kinh Thánh nó chép ở đâu không? Còn đây là món quà cuối năm, món quà đầu năm tôi phải viết cho quý vị. Hãy tâm niệm, hãy nhắc nhở cho chính mình đi bước đi với Chúa, gặp Chúa trong những điểm cuối cuộc đời của chúng ta là hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoàn thành, bền lòng và cầu nguyện.